có nón thanh cổ một màu xanh non ta bình minh thanh cổ cọng mềm theo gió đung đưa chiến tranh đã lùi xa từ chiến trường ác liệt trở về có những người đã để lại một phần xương máu của mình nơi chiến tuyến nhưng có những tấm thân đã mãi ra đi không một lần trở lại họ mãi nằm lại nơi đất mẹ yêu thương yên giấc ngàn thu với những ký ức đầy máu và lửa hơn 40 năm qua đi cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bên dòng sông Thạch Hãn trận giao tranh ác liệt và bi tráng nhất trong cuộc kháng chiến có một thế hệ gan vàng dạ ngọc đã làm nên huyền thoại họ đã sống và chiến đấu ra sao tất cả những giây phút hào hùng và bi tráng đó đều được thể hiện một cách chân thực trong cuốn sách Một Thời Hoa Lửa được nhà xuất bản trẻ ấn hành năm 2016 gồm 357 trang trên khổ giấy 23 cm. Bốn thập kỷ trôi qua nhưng chiến dịch giải phóng Quảng Trị đã đi vào lịch sử như một mốc son chói lọi. Đó là tỉnh đầu tiên ở miền Nam được giải phóng, là chiến thắng đầu tiên vang dội, cổ vũ toàn quân toàn dân, mở màn cho cuộc tổng tấn công chiến lược lịch sử năm 1972. Quảng Trị, một địa danh đại diện đầy đủ cho sự ác liệt, chia cắt, bom đạn và những chiến dịch quân sự quy mô cao nhất trên một lãnh thổ. Hơn thế nữa, Quảng Trị là nơi khẳng định sức mạnh kiên cường của con người trước bom đạn và điều kiện sống ngặt nghèo nhất của chiến tranh. Một Thời Hoa Lửa, cái tên của cuốn sách đã nói lên tất cả. Những tư liệu mới, những trang viết, những dòng nhật ký và những câu chuyện của những người lính đã ngã xuống hay còn trở về khiến người đọc không khỏi xúc động. Xúc động bởi sự giản dị và mộc mạc của tuổi đôi mươi khi ra trận. Họ đã xếp bút nghiêng bỏ lại giảng đường đại học hằng mơ ước. Và hơn hết là để lại phía sau những người thân yêu đằng đẵng trong ngóng nơi hậu phương để lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Họ đã vượt qua những thử thách và toan tính thiệt hơn bởi chính niềm tin bảo vệ những giá trị thiêng liêng mà rất đổi cơ bản ấy. Trong Một Thời Hoa Lửa, người đọc sẽ gặp lại Nguyễn Văn Thạc, mãi mãi tuổi 20, và chứng kiến những giây phút bi hùng của anh gần thành cổ. Sẽ đồng cảm với những trang nhật ký lãng mạn và say đắm của chị Phạm Thị Như Anh dành riêng cho anh Thạc, mà anh không bao giờ còn kịp đọc được nữa. Sẽ gặp lại chú chim quyên trong thành cổ Quảng Trị, anh Nguyễn Xuất Hiền khi ấy mới 14 tuổi, với câu hỏi, có sợ chết không? Trả lời, sợ gì mà sợ, chết có gì mà sợ. Sẽ gặp lại anh Mai Ngọc Thoảng, khi ấy chỉ cao 1m53, nặng 41kg, trở thành anh hùng ở thành cổ lúc tròn 20 tuổi. Và rất nhiều những người lính, những số phận và hoàn cảnh mà người đọc sẽ phải giật mình nhận thức lại mục đích cuộc sống, triết lý nhân sinh, mối quan hệ giữa người và người trong cuộc sống hiện đại quay cuồng như ngày nay. Vì sao những người lính lại bước vào cuộc chiến với sự thanh thản và can đảm như vậy? Câu trả lời chính là khát khao hòa bình, trách nhiệm của thế hệ thanh niên với vận mệnh của dân tộc. Những câu chuyện sinh động, chân thật qua lời kể của chính những người lính năm xưa, có thể nói thật sự khâm phục ý chí, lòng quyết tâm, sự lạc quan của thế hệ huyền thoại năm ấy. Để thấy thế hệ thanh niên cần phải cố gắng sống hết mình, không phụ lòng sự hy sinh của thế hệ đi trước. Bạn có thể lật bất kỳ trang nào để đọc hoặc đọc từ từ nghiền ngẫm, đều hay, đều có thể hiểu hết được thông điệp của cuốn sách. Đò xuôi Thạch Hãn ơi chèo nhẹ, đáy sông còn đó bạn tôi nằm. Có tuổi 20 thành sóng nước, vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm. Cỏ nghĩa trang thành cổ vẫn xanh, nước sông Thạch Hãn vẫn chảy về biển Đông. Nhưng những gành thác ký ức ấy vẫn nhói trong lòng mỗi con người hôm nay khi nghĩ về Quảng Trị, mảnh đất
máu và hoa. Chuyên mục Sách hay nên đọc xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc tác phẩm này. Người mẹ nào, người vợ nào ngậm ngùi nuốt lệ khi chồng con không trở về.